Chào mừng các em đến với tiết học môn khoa học trong chương trình lớp 4. Cô mời các em chuẩn bị sách giáo khoa khoa học và cùng cô tìm hiểu bài nào. Các em thân mến, ánh sáng rất quan trọng đối với cuộc sống của mọi sinh vật. Muốn nhìn thấy vật, ta cần phải có ánh sáng. Nhưng có những vật không cần ánh sáng mà ta vẫn nhìn thấy chúng. Đó là những vật tự phát sáng. Tại sao trong đêm tối, ta vẫn nhìn thấy mắt mèo? Các em cùng cô đến với bài học ngày hôm nay để tìm hiểu nhé. Bài 45, ánh sáng. Cô mời các em vào hoạt động 1, vật tự phát sáng và vật được chiếu sáng. Bây giờ, các em hãy quan sát chân thứ nhất và chân thứ hai trong sách giáo khoa trang 90 và trả lời cho cô các câu hỏi sau. Chân nào ban ngày, chân nào ban đêm và vì sao em biết? Thứ hai là viết tên các vật tự phát sáng và những vật được chiếu sáng. À, như vậy qua thực tế thì các em biết được rằng chân thứ nhất là chân vào ban ngày. Vật tự phát sáng ở đây là mặt trời và vật được chiếu sáng là bàn ghế, là gương, là tủ. Còn bức tranh thứ hai là bức tranh vào ban đêm. Vật tự phát sáng ở đây là ngọn đèn khi có dòng điện chạy qua. Và vật được chiếu sáng là mặt trăng, là gương, là bàn ghế, là tủ. Các em thân mến, mặt trăng cũng gọi là vật được chiếu sáng. Là do mặt trời chiếu sáng đó các em à. Mọi vật mà chúng ta nhìn thấy ban đêm là do được đèn chiếu sáng hoặc do ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng chiếu sáng đó. Như vậy thì qua hoạt động 1, chúng ta rút ra được kết luận sau. Thứ nhất, ban ngày vật tự phát sáng duy nhất là mặt trời, còn tất cả mọi vật khác được mặt trời chiếu sáng. Thứ hai, ban đêm vật tự phát sáng là đèn điện khi có dòng điện chạy qua, hoặc là đom đóm. Và thứ ba, mọi vật mà chúng ta nhìn thấy ban đêm là do đèn chiếu sáng hoặc do ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng chiếu sáng. Tiếp tục bài học, cô mời các em vào hoạt động 2, tìm hiểu về đường truyền của ánh sáng. Và để bắt đầu tìm hiểu hoạt động này, các em trả lời cho cô một câu hỏi nho nhỏ. Theo các em, khi chiếu đèn pin thì ánh sáng đèn pin sẽ đến đâu? Cô mời các em cùng cô thực hành thí nghiệm sau. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Chiếu đèn pin qua khe hẹp của một tấm bìa đặt như hình trên. Em hãy dự đoán xem ánh sáng qua khe sẽ như thế nào. À, khi chiếu đèn pin thì ánh sáng đèn pin sẽ đến điểm rọi đèn vào, và lúc này ánh sáng sẽ truyền theo đường thẳng. Cô mời các em quan sát. Qua thí nghiệm trên thì các em cần ghi nhớ cho cô ánh sáng truyền theo đường thẳng các em nhé. Tiếp theo cô mời các em tìm hiểu qua phần 3. Vật cho ánh sáng truyền qua và vật không cho ánh sáng truyền qua. Và để nắm rõ hơn vật này thì cô mời các em theo dõi thí nghiệm tiếp theo. Chúng ta sẽ làm thí nghiệm để tìm hiểu ánh sáng có thể truyền qua một tấm bìa, tấm thủy tinh hoặc là một quyển sách hay không. Các em thử thực hành và cho cô kết quả nhé. Qua phần thí nghiệm thì cô có kết quả sau. Các vật toàn bộ ánh sáng đi qua như tấm kính thủy tinh trong, tấm nhựa kính trong. Các vật chỉ cho một phần ánh sáng đi qua là tấm kính mờ, vải mỏng, thước kẻ bằng nhựa trong. Và cuối cùng là các vật không cho ánh sáng đi qua, đó là tấm bìa, là quyển vở, quyển sách hoặc tấm ván và viên gạch.
Như vậy thì qua hai thí nghiệm chúng ta có thể kết luận rằng ánh sáng truyền theo đường thẳng và có thể truyền qua các lớp không khí, nước, thủy tinh như trong, và ánh sáng không thể truyền qua các vật cản sáng như tấm bìa, tấm gỗ, quyển sách, chiếc hộp sắt. Các em thân mến, ứng dụng tính chất này của ánh sáng mà người ta đã chế tạo ra các loại kính vừa che bụi mà vẫn có thể nhìn được, hoặc chúng ta có thể nhìn thấy cá bơi, ốc bò dưới nước đấy các em. Vậy theo các em, mắt ta nhìn thấy vật khi nào? Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này qua hoạt động 4 nào. Mắt nhìn thấy vật khi nào? Cô mời các em theo dõi thí nghiệm và trả lời các câu hỏi sau. Một bạn học sinh đang nhìn vào khe hở ở miệng của chiếc hộp. Trong đó có đèn và một vật nhỏ gần đáy hộp. Cô đặt ra câu hỏi như sau. Một, khi đèn trong hộp chưa sáng, em có nhìn thấy vật không? Hai, khi đèn trong hộp sáng, em có nhìn thấy vật không? Và ba, chắn mắt em bằng một cuốn vở, thì em có nhìn thấy vật nữa không? À, những câu hỏi rất đơn giản với chúng ta đúng không nào? Các em thân mến, khi đèn trong hộp chưa sáng thì chúng ta không nhìn thấy vật, và khi đèn trong hộp sáng thì mắt ta nhìn thấy vật, và chắn mắt bằng một cuộn vở thì ta không nhìn thấy vật nữa. Như vậy thì mắt ta nhìn thấy vật khi nào? Đó chính là khi ánh sáng truyền vào mắt, và mắt ta nhìn thấy vật khi vật đó tự phát ánh sáng. Khi có ánh sáng chiếu vào vật, khi không có vật gì che mắt ta, và khi vật đó ở gần mắt. Từ đây cô có kết luận, ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt. Và đây cũng chính là nội dung mà các em cần ghi nhớ qua bài học ngày hôm nay. Các em cần học thuộc ghi nhớ và vận dụng những điều đã học vào ứng dụng hàng ngày các em nhé. Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Tạm biệt các em.